Thưa quý vị và các bạn, mùng 6 Tết, thời điểm mà người dân thủ đô sẽ quay trở lại với nhịp sống thường nhật. Trời tuy rét nhưng vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động khai xuân đầu năm mới. Nhiệt độ tối và đêm nay tại Hà Nội duy trì trong khoảng từ 10 cho đến 13 độ. Sang đến ngày mai, sáng sớm có chút sương mù, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất sẽ ở khoảng từ 19 cho đến 20 độ. Tuy nhiên đến đêm nền nhiệt lại hạ nhanh, chỉ còn trong khoảng từ 9 cho đến 10 độ, trời rét buốt. Trong những ngày này, ngoài sự chênh lệch về nhiệt độ giữa ngày và đêm là khá lớn, lên tới 11-12 độ, thì độ ẩm trong không khí cũng rất thấp, chưa đến 40%, nên cảm giác sẽ rất hanh khô. Thưa quý vị, do thời tiết thay đổi nhanh trong ngày, nhiệt độ về đêm và sáng sớm luôn duy trì ở ngưỡng thấp, nên người dân cần chú ý có các biện pháp để bảo vệ và tăng cường sức khỏe, cũng như hạn chế ra đường hay tập thể dục vào thời gian này để đề phòng nhiễm lạnh hay đột quỵ. Và sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của các khu vực ở Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ, Đan Phượng cho tới Chương Mỹ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 10 cho đến 19 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại phía nam, từ Thanh Oai, Thường Tín cho đến Mỹ Đức, với nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 11 cho đến 19 độ. Tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 10 cho đến 19 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ban ngày hửng nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 9 cho đến 19 độ, trời rét đậm. Tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 10 cho đến 20 độ. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo chi tiết của Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!